đêm nay thứ hai đông vui không quý vị? Nếu đông vui cho bầu sâu tâm hình một tràng pháo tay. Và nhân tiện mình gửi xin cảm ơn chủ nhân Trang và Nhật đã cho chúng ta một tối rất hay. Và tôi có hai cô em gái, mời Thanh Trúc lên đây em. Thanh Trúc có nói là bún riêu tối nay tuyệt ngon. Đúng rồi. Và bữa bún mọc tuyệt ngon, nhưng mà tuần tới bún riêu sẽ ngon hơn. Và món chè hôm nay tuy đơn giản nhưng mà rất ngon. Do đó Thanh Trúc có nói rằng là vì chè của Thanh của Xuân Dung nên Xuân Trúc mới tới tối nay, đúng không em? Đúng rồi, lên đây và kính đen lên đây. Và nhân tiện đây mình cũng xin nói là vấn đề chụp hình, chúng ta có hai người chụp hình tối nay, phố Bô Gia Cali chuyên nghiệp quay phim, anh Hoài Cảnh chuyên môn chụp hình. Nếu quý vị nào thích chụp hình thì tới cứ nói anh sẵn sàng chụp, chứ không anh không biết người nào muốn chụp. Tôi có nghe một người nói không được tấm hình, bởi vì chúng tôi là thợ chụp hình, thấy ai mặc đồ đẹp chúng tôi cũng chụp vào đồ xấu rồi, nhưng không thể nào phân biệt được mọi người. Nếu anh chị nào thích chụp hình cứ việc tới nói anh Cảnh sẽ chụp hình vấn đề đó. Tôi nghe một vài người phàn nàn thì không đúng đâu, chúng tôi làm free tất cả cho các anh chị vui của tối hôm nay. Xin khuyên chị nhất là bầu sâu tâm hình đừng có lo những cái người này đẹp và chắc móc vấn đề hình ảnh này kia. Ai muốn chụp hình đến gặp anh Cảnh, ai muốn quay phim đến gặp phố Cô Giang, ai muốn hát hay tới gặp Duy Nhật tập cho, đúng không quý vị? Anh Cảnh vừa quay và chụp hình nữa. Thí dụ như anh vừa quay phim và chụp hình nữa, đúng không? Bầu sâu giờ hết buồn chưa? Thôi có gì buồn đâu. Không buồn nhưng mà mất vui. Thôi có gì không mất vui, vui quá trời à. Vui vì tối nào thứ hai chúng ta đều có đầy đủ anh chị em thông cảm đến chung vui. Không chỗ nào đi chơi hay bằng em đi với cây đàn đẹp nhất của Orange Country. Thanh Bình cũng xin một lần và nói nha chị em, thương Thanh Bình. Tại sao Thanh Bình làm? Nhiều người nói lung tung, nhưng mà tâm của Thanh Bình là luôn luôn tạo niềm vui cho tất cả mọi người. Và mục đích của Thanh Bình chỉ only là vui là chính, không cần cái chi hết. Thanh Bình xin anh chị em thông cảm và hiểu với Thanh Bình. Thanh Bình chỉ cần vui và làm cho tất cả mọi người thôi em. Vui có cần cô bên cạnh đâu. Đương nhiên là có chứ. Cảm ơn một lần nữa quý vị cho Minh Vũ, Xuân Dung, Thanh Bình, Bồ Sô và Duy Nhật với Trang một tràng pháo tay và đại diện cho tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả chị em ở đây. Quý vị biết không, chị mình á chỉ hay suy nghĩ lắm, cho nên mình có gì đừng nói chị Bình. Chỉ 3 giờ sáng chỉ còn gọi Xuân Dung á, cái Xuân Dung nói này ma về đêm sao trời, ma giờ không gọi mình. Cho nên thôi đừng nói chị Bình cái gì hết, cái vui là chính quý vị nha. Và nếu các anh chị nào có lên YouTube và thấy chúng tôi phàn nàn thì xin quý vị đừng phàn nàn với Thanh Bình, gọi thẳng Xuân Dung hoặc Trang và phàn nàn với tôi nhé. Và gần nhất là gặp Nhật á, phàn nàn này ông Sơn rúa cho một trận hết phàn nàn luôn. Gặp Trang mà phàn nàn chân khóc quá nè. Nói vậy cho nó vui nhưng mà thật sự chúng ta vui. Nhưng mà con gì á? Oh,
từ em đi. Nếu đã xa nhau, từ em đi. Lòng đã thương nhau, từ em đi. Một mình anh nhớ hoài, nhớ hoài người đẹp tình là xuân thương. Mỗi đêm tối thứ hai cùng anh bên nhau.